xin chúc cho mẹ vui sống bình yên. Phần con bao hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như nên được độ
Yeah.
chú ba không sao, lấy hộ con đây, con đang đi làm đây. Yeah.
Thank you.
chúc cho mẹ vui sống bình yên. Phần con báo hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Nguyễn Thị Ti, tổ dân phố Hồng Bàng. Hai là cụ Nguyễn Thị Chít,
3. Chủ lưu thị kỳ tổ chức mỗi lần. 4. Là cụ Dương Thị Thọ tổ chức mỗi đầu làng. Và một cụ là cụ Lưu Văn Lý Văn Bách, nhưng mà sở hữu thì cũng rõ không cụ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, hôm nay trong không khí ấm áp vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, xuân Đinh Dậu 2017, Ủy ban nhân dân Hội Người Cao Tuổi thị trấn tổ chức lễ mừng thọ các cụ cao niên tuổi 95, 90, 85, 70, 70. Tới dự buổi lễ thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn, tôi xin được trân trọng chúc mừng các cụ, các ông, các bà tuổi 95, 90, 85, 70 năm nay. Kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể buổi lễ hôm nay năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Thực hiện lời dạy của người, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh và phát huy của quý vô giá ấy bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban đại diện của người cao tuổi huyện, các hội và hội viên người cao tuổi thị trấn đã phát huy vai trò vị thế của người cao tuổi. Các cụ luôn sống nước độ mẫu mực, là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Một lần nữa xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị đại biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời Nguyễn Thanh Bình lên thay mặt cho các cụ hôm nay phát biểu bằng tiểu. Kính thưa các vị đại diện của bác Hồng Đăng Nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nội, kính thưa các cụ trong ban chấp hành của người cao tuổi thị trấn Nghĩa Hành, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ ông, điều trên tôi xin phép được gửi lời chúc sức khỏe cho toàn thể các cụ và các vị đại biểu một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Kính thưa các cụ và các vị đại biểu, năm 2016 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thị trấn chúng ta đã đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Đạt được thành tích như vậy có phần đóng góp không nhỏ của những bậc cao tuổi chúng ta trong phong trào sống vui, sức khỏe, sống với được thực hiện đều đặn ở các tổ dân phố. Là người nhà tôi không có gì sung sướng bằng được nhìn thấy sự trưởng thành của khi người lời. Xin một lần nữa xin gửi tới các cụ và các vị đại biểu một lời chúc sức khỏe, chúc nhân dân thị trấn Nghĩa Hành chúng tôi xin trân trọng kính mời Đỗ Viết Tiến có mẹ chúc thọ trong buổi lễ ngày nay nên phát biểu cảm tưởng xin mời ông và để tiếp theo chương trình do cái điều kiện sức khỏe của một số cụ cao niên là hôm nay không ra đây được thì ban tổ chức tốt nhất mình lãnh đạo là phát trao tự trưng lễ mừng thọ cho một cụ 95 tuổi và 4 cụ 90 tuổi. Sau đây thì các đơn vị là có đơn vị tổ chức mừng thọ cho các cụ ngay từ chiều tháng nay và có đơn vị chiều thì tôi cố gắng là kết thúc 9:15 chúng tôi kết thúc thì sau chương trình mà mời các cụ lên cao nhận tự trưng thì tiếp tục chương trình ban lễ 15 và chúng ta làm cái mặt.
thọ 90 năm tuổi, mừng chúc thọ 90 năm tuổi của nhân quốc đồng Mỹ. Hai, cùng Nguyễn Thị Mưu chúc thọ 90 tuổi của dân phố Hồng Hồ. Ba, cùng Nguyễn Văn Quỳnh Nguyên Lương chúc thọ 90 tuổi của dân phố Nguyên Lương. Bốn, cùng Nguyễn Thị Thi của dân phố Nguyên Lương chúc thọ 90 tuổi. Năm, cùng Lưu Thị Đức của dân phố Nguyên Lương chúc thọ 90 tuổi. Xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo và xin mời Nam Bộ Nguyên Thân Tổ để trao lễ giấy ăn ngõ biểu dương của các vị. Xin mời Nam Bộ. Xin chúc cho mẹ vui sống bình yên.